Rồi, xin chào tất cả anh em nha. Anh em đang xem đây là bộ cửa trực quay. Mình đang trong quá trình là hoàn thiện cho khách. Thì bộ cửa này thì mình đang làm là ở trên là đi kính 8 ly cường lực. Ở dưới thì mình sẽ là dùng những cắt những tấm tôn dập hình chữ Z để đan vào ở khu vực phía dưới. Thì hôm nay mình sẽ là nói một vài điểm sơ qua để sau này anh em mà có làm những cái bộ cửa lát sắt kiểu này nè thì anh em có thể là biết được để anh em làm cho nó dễ ha. Đấy. Thì trước tiên thì mình sẽ là nói qua về cái thằng tấm lát sắt cái đã. Thì cái tấm lát sắt này thì mình đang sử dụng là tôn tôn kẽm ha. Thì nó sẽ là có loại dày loại mỏng tùy theo anh em ha. Ở đây mình đang dùng là hàng thì trung bình thôi, không có dày không mỏng ha. Hàng này thì khi mình đan như vậy rồi thì nó sẽ là cứng cáp rồi. Đấy. Anh em chú ý này, khi mình làm đều á thì cái mặt này nè nó rất là đẹp. Nó phẳng nhìn rất là đẹp. À, còn làm không đúng cái chữ Z của nó là cái mặt này nó cong cong khó chịu lắm. À, 3 phân ha, cái bảng này là 3 phân, độ hở cũng là 3 phân này. À, tức là 3 phân đều hết. Đấy. Thì đối với cái thằng lá sách này á thì anh em sẽ là chú ý ha, chú ý về các cái điểm như này. Đây là tôn kẽm này, mình dập hình chữ Z. Đó. Đây thì cái tấm cánh đây là hộp 48 thì bảng này là bảng 4 phân. Thì anh em sẽ là làm một cái mẫu, tức là anh em sẽ cắt một cái miếng tôn dày dày để anh em làm cái mẫu để đưa qua cho đưa đến cho cái người mà dập á, thì để người ta dập đó, nó sẽ là đấy mặt này bằng này ha. Thì cái này anh em khi mà đi dập thì anh em sẽ là chú ý này. Đó, để ở đây là mình dập mình đem đi nơi dập á thì 100 gần 100 tấm, bây giờ mình ngồi mình sửa là gần 100 tấm như vậy luôn. Tấm nào tức là tấm nào mình cũng sửa hết, tức là người ta dập không có đều. Đó. Tức là mỗi nơi là mỗi một cái kiểu như là người ta dập cho có cái hình thức chữ Z này không à, chứ người ta không có làm cái cử. Thường thường là dập nhiều tấm như vậy đó, là cái nơi dập á người ta sẽ là làm cái cử đến nơi là dừng, đến nơi là dừng. Còn đây là mấy ông tướng này là ông dập theo cái kiểu mà án chừng xuống đến đâu xuống à. Cho nên là giờ mình ngồi là mình ngồi mình sửa. Đó, tức là nó dư cái phần chữ Z này đi. Cho nên mình ngồi mình phải là đập dẹp nó ra. Rồi là lúc đó mình mới sửa lại, sửa thẳng lại. Đây, một đường như vậy là đập cho nó thẳng ra này. Tức là mình sẽ là đó, đập dẹp nó ra. Đó, sau đó sửa thẳng. Rồi thẳng cái mặt này rồi quay ngược lại. Tiếp tục cái thằng này. À, tấm nào nó cũng như vậy hết. Đấy, ngồi sửa là cứ như là khóc với mấy ông này luôn á. Đó. Cho nên anh em mà khi mà đi mà dập những cái hình chữ Z này á, thì anh em sẽ là cố gắng tìm cái máy nơi máy dập nào mà cho nó công nghệ một chút xíu. Còn công nghệ này cái công nghệ kiểu gì chứ không biết nữa. Giá thì báo với người ta là người ta đâu có là trả giá hay là cái gì đâu, giá thì mấy anh tự đưa ra. Thì lúc mình đặt á, thì mình có nói rồi anh cố gắng dập hàng chuẩn giùm em hết, bao nhiêu tiền em gửi đó, mình có nói thẳng như vậy rồi. Cuối cùng dập không có ra cái gì hết. 100 tấm là cái như gần 100 tấm là cái gì, mỗi tấm nó khác nhau, không có giống thằng nào hết. Đấy. Nên anh em mà khi mà đi dập những cái thứ này thì anh em sẽ là để ý nha, không thôi là mất công ngồi sửa lắm. Đấy, mình ngồi sửa tấm nào mình phải sửa hết đó. Rồi đây nè, đây là cái kén mà mình đã mới hàn xong này. Đó. Thì cái ghế này á thì anh em khi mà dập về rồi á thì anh em sẽ là vệ sinh đi ha, vệ sinh trước. Đó, tức là anh em sẽ vệ sinh trước đi. Đó, vệ sinh xong thì mình mới đưa vào hàn nha. Còn khi mà anh em mà đưa về hàn xong rồi thì trong này anh em vệ sinh không có được nữa đâu. Không cách nào vệ sinh được. Đó, cho nên cái đồ bám dính của sơn thì nó sẽ không có, không tốt. Đấy. Ở đây là sau khi mình đã là gắn cái kính thứ hai vào. Đấy. Anh em nghe cái tiếng lùa của nó ha, nghe cái lùa này. Đó. Rất êm ha. Cái này là mình chưa gắn chốt ha, mình chưa gắn chốt. Đấy. Đây là cái lùa của nó. Đấy, thì anh em sẽ là xem về cái mặt lá sắt của nó. Đó. Ở trên mình sẽ là đi kín ha, đi kín. Ở dưới là mình đi lá sắt, tôn lá sắt kiểu này. Đó. Như vậy là ở ngoài, là khu vực này là gọi là ở ngoài. Ở đây là gọi là trong nhà. Đấy. Đó, khi người trong nhà nhìn vào là ai có núp hay là cái gì ở đây thì người ta sẽ là phát hiện, sẽ thấy rất là dễ dàng và tránh mưa rất là tốt ha, tránh mưa ha.
Đấy, mưa nó có tạt vào thì không có được ha. Đấy. Rồi, bây giờ quay cho anh em tham khảo về cái lá sách để làm những cái bục cửa nó sẽ như vậy ha. Anh em nên chú ý về những cái lá sách khi mình đi dập về nơi khu vực mình dập ra hình chữ Z như vậy để mình làm cái bục cửa ha. Rồi, video của mình đến đây là hết ha. Xin chào tạm biệt anh em nha. Video sau thì mình sẽ là quay tiếp tục về những cánh còn lại về phần kính cho anh em xem. Rồi, xin chào tạm biệt anh em.